Chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có, một thanh niên trú quận Liên Chiểu đã cầm hung khí đi trả thù với một nhóm thanh niên khác trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Nhưng thù chưa kịp trả thì đã phải mất mạng. Vụ việc vừa mới xảy ra ở địa bàn quận Cẩm Lệ đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội về sự manh động, thiếu suy nghĩ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của một bộ phận thanh thiếu niên, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Cho đến bây giờ, quản lý quán cà phê này vẫn còn nhớ như in sự việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 11, khi cả hai nhóm thiếu niên đến uống nước tại quán và gây gỗ, dẫn đến sự việc là một thiếu niên ngã gục trên đường, rồi tử vong, cách đấy không xa. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Bên pha của anh Trác á, là hắn hai ngồi ở quán này. Ngồi ở đó cái sau rồi tới tầm chiều á, là có thêm một nhóm bọn nữa. Là không biết là người lạ lần đầu tiên thấy đi cỡ 10 gần cỡ 10 mười mấy đứa là mỗi đứa chạy về mỗi nơi rồi đó là thằng cu mới là chạy qua đây như dọc lên chiếc xe của đứa bọn qua đó chở tới đầu kia cái té xuống nó cái lại dọc lên lại một xí nữa cái rồi đi tới một đoạn nữa là té xuống là nằm nữa là mới biết là thằng cu nó chết. Tận mắt chứng kiến thiếu niên xấu số kia ngã gục trước cửa nhà mình, ông Thái Văn Bình cũng không nghĩ được hậu quả là nghiêm trọng đến thế. Trong thời điểm các trường học chưa mở trở lại, thì việc xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đối với ông Bình đã không còn xa lạ. Nhưng để dẫn tới sự việc chết người thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Mình nghĩ là bọn nó đi sinh nhật đồ thôi, chứ còn không nghĩ là đánh lộn. Nếu mà khi phát hiện mà biết là đánh lộn là đã điện công an rồi, nhưng mà không phát hiện được. Thì đột sức mình lo làm đó, cuối cùng không để ý tới. Nên khi mà sự việc xảy ra rồi mới phát hiện. Mặc dù đã tăng cường việc quản lý, tuyên truyền đối với số thanh thiếu niên trên địa bàn có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhưng với thời gian rảnh rỗi trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 và sự thuận lợi của mạng xã hội đã khiến gia tăng những mâu thuẫn không đáng có. Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng 911, 113 cùng công an các đơn vị địa phương tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau. Khi mà đã xảy ra hậu quả thì các bậc phụ huynh lúc này là mới ngỡ ngàng ra là con cái của mình hàng ngày không có lo lắng, nhưng mà không biết rằng con cái của mình là thường xuyên tụ tập dẫn đến đánh nhau như vậy. Các bậc phụ huynh cũng như nhà trường cần quản lý chặt chẽ giáo dục để những thanh thiếu niên trên đến nhà trường đi học và hạn chế đến mức thấp nhất việc tụ tập và xảy ra những vụ việc tương tự. Sự manh động của hai thiếu niên đã khiến một người ra đi mãi mãi, còn một người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đáng tiếc hơn, khi tuổi đời của các em còn quá nhỏ, cửa tương lai còn rộng mở. Bên cạnh sự tự ý thức của số thanh thiếu niên thì vẫn rất cần sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội để ngăn không cho những vụ việc thương tâm có thể xảy ra với chính con em mình.